Thưa quý vị, dịch COVID-19 lây lan nhanh, cùng với đó thì tin giả cũng tràn lan trên mạng xã hội kể từ đầu mùa dịch, đang trở thành mối lo ngại của nhiều người. Nhiều người còn cho rằng là đó như là một loại dịch nguy hiểm chẳng khác nào COVID-19. Mặc dù đã có quy định người có hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp hay là chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc và vu khống sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Thế nhưng không phải là ai cũng biết đâu là tin giả và đâu là tin thật để có thể phân biệt. Vâng ạ, và trong khoảng thời gian qua, đặc biệt là kể từ khi ca bệnh COVID-19 thứ 17 xuất hiện tại Hà Nội, thì đã có rất nhiều những chia sẻ thông tin không đúng sự thật. Và trong chuyện tối nay ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành về vấn đề trong trao đổi của phóng viên Chào Buổi Tối dưới đây. Và nội dung này cũng kết thúc chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa anh, tại sao nạn tin giả thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt là sau khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện? Ở những năm 2020 như hiện nay, chúng ta thấy số lượng tin giả thì tăng vọt và cái mức độ tinh vi của tin giả cũng cao hơn ngày trước rất là nhiều. Đó là bởi vì những người sản xuất tin giả, có rất nhiều người là họ có nghề về mặt truyền thông. Có thể nói rằng là khi mà đưa tin giả thì những người này rất giỏi cái chuyện là họ, chúng tôi gọi là từ lướt sóng. Tức là khi mà tất cả xã hội đang và truyền thông đang đặc biệt quan tâm đến một lĩnh vực nào đó thì cái sự chú ý của công chúng nó rất là lớn. Thế bất cứ thông tin nào đưa ra cũng có thể là trở thành một cái nguồn thu hút rất là lớn. Bất cứ một ai trong chúng ta ở đây cũng có thể thử chúng ta post một cái gì đấy thôi trên cái Facebook của chúng ta bây giờ mà liên quan đến COVID, hoặc là những cái tin mà giật gân, lập tức số lượng người đọc sẽ rất là nhiều ngay. Nhưng tất nhiên chúng ta đang, khi chúng ta làm việc đó mà không có căn cứ, tức là chúng ta đang làm tin giả. Đấy, việc làm tin giả nó cũng vô cùng dễ dàng. Một bên thì là sản xuất tin giả quá dễ và nguồn phát thông tin quá lớn. Một bên nữa thì sự chú ý của công chúng quá lớn. Hai cái này nó gặp nhau thì bất cứ thông tin nào nó cũng được thu hút sự chú ý gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp hàng chục lần ngày bình thường. Chính vì thế mà tin giả sinh ra nhiều. Vì sao có nhiều tin giả mà có những tin giả đến vô lý nhưng mà người ta vẫn tiếp thu và vẫn chia sẻ những thông tin này trên mạng xã hội, thưa anh? Bởi vì những người làm ra tin giả họ là những người cũng rất hiểu biết về truyền thông. Họ đánh vào cái trí tò mò của con người và đánh vào trí tưởng tượng của con người. Và trí tưởng tượng của con người thì không có giới hạn. Thành ra là chính những chuyện mà cảm giác như là hơi bí hiểm một chút, hơi giấu giếm một chút thì nó lại thu hút được cái sự chú ý lớn mà công chúng lại dễ dàng tin tưởng hơn. Tôi chỉ lấy ví dụ cách đây mấy ngày thì có một cái tin giả trên mạng rất nhiều là chuyện là chú ABC làm ở Sở Y tế Hà Nội nói rằng là mọi người phải như thế này, phải như thế kia. Nhưng mà cái tin đấy viết gần như là sai chính tả này, chấm phẩy rất là lung tung, hình ảnh nó trông rất là, nói chung là nó không chính thống tí nào cả. Chính vì thế mà người ta thấy rằng dường như đây là tin mà những cái người ở trong chính quyền lén lút đưa cho gia đình của mình thì họ lại tin hơn. Tức là người làm tin giả càng ngày càng tinh vi. Chính vì thế mà những người tiếp nhận tin giả lại dễ tin hơn vào những tin đó, đồng thời với trí tưởng tượng của con người rất là phong phú, thành ra là người ta dễ tin hơn ở những việc đó. Vậy thì chúng ta làm thế nào để có thể phân biệt được đâu là tin giả và đâu là tin thật? Mình có những cái công cụ gì mà những cái người dùng Facebook bình thường cũng có thể kiểm chứng được ạ? Vâng. Để phân biệt được tin giả tin thật thì thực ra ở đây nó có một cái, đây là một kỹ năng sinh tồn của con người trong thời đại số. Ở rất nhiều trường đại học hay là trường cấp 3 ở nhiều nước trên thế giới mà ngay ở Việt Nam cũng đã đưa vào cái bộ môn gọi là media literacy, tức là hiểu biết về truyền thông, phân tích để tìm hiểu xem là một cái thông tin thì có đáng tin hay không. Thế thì tôi xin chia cái này thành hai phần. Phần thứ nhất là với bất cứ ai cũng có thể làm được, và phần thứ hai những người có hiểu biết hơn một chút về công nghệ thì cần phải làm như thế nào. Thứ nhất là với bất kỳ ai, khi chúng ta tiếp nhận một thông tin thì chúng ta hãy nhớ rằng nguyên tắc hiện nay đó chính là gì ạ? Bất cứ ai cũng có thể bị lừa. Thành ra là chúng ta hoàn toàn có thể bị lừa. Thành ra bất cứ thông tin nào đưa đến với chúng ta cũng có thể là một cái thông tin lừa đảo. Thành ra chúng ta phải cảnh giác. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai là chúng ta tuyệt đối không chia sẻ những cái tin mà không tận mắt mình nhìn thấy, hoặc mình không kiểm chứng được, hoặc là phát ra từ những cái nơi mà không có cái tính chính danh cao. Với một người bình thường thì khi nhìn một cái tin, mình có biết có tin giả hay không, việc thứ nhất mình nhìn vào cái nguồn phát thông tin. Thứ nhất là mình xem nguồn phát đấy nó có chính thống hay không. Cái người phát ra thông tin đấy có thẩm quyền trong lĩnh vực đấy không. Ví dụ như là một người kỹ sư nông nghiệp nói về là chữa bệnh COVID-19 như thế nào, vậy thì tính chính danh nó không có ở đó.
Cái thứ hai là một cái trang web mà mình vào mình thấy nó không phải là một trang web của chính thống, báo chí chính thống, tức là không bị bó buộc bởi bất cứ một cái quy định pháp luật nào thì mình cũng sẽ khó tin hơn. Cái thứ ba, nếu phát ra từ một con người thì mình sẽ xem là con người đấy có thẩm quyền về việc đấy không. Ví dụ ông ấy có phải là quan chức y tế hay không, có bác sĩ mà bác sĩ chuyên ngành hay không, chứ bác sĩ nhãn khoa mà nói về bệnh phổi cũng không được, là bởi vì nó không đúng chuyên ngành. Vậy thì cái tin đó rất là khó đáng tin. Thì chúng ta sẽ xem được đầu tiên là bao giờ chúng ta cũng phải kiểm tra cái nguồn. Thế việc thứ hai, nếu như bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì bạn có thể dùng một số công cụ trên máy tính như thế này. Thứ nhất là bạn kiểm tra cái đuôi của cái trang web đấy, nó có phải là ORG hay là ORG là của các tổ chức gọi là chính thống, hay là .gov là của chính phủ, hay là của các bộ ban ngành, hay của các viện chính thống hay không. Đó, thế thì nếu như nó là một cái trang web chấm ở đâu đâu đó, một đất nước xa xôi nào đó mà không hề liên quan gì đến Việt Nam, thì chúng ta đã là phải cảnh giác lần một. Là cái việc thứ hai là chúng ta lấy những cái ảnh mà họ minh họa trong các cái post ở trên Facebook, trên Twitter, Instagram đó, chúng ta post lên trên Google Image, chúng ta sẽ tìm ngay được là trên mạng có bao nhiêu cái ảnh giống như thế này. Thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái thời điểm đăng cái bức ảnh đó, ví dụ như nó là 2013 hay 2015, nó không phải là hiện tại, chứng tỏ đây là một tin giả, chúng ta tuyệt đối không tin. Thưa anh, nạn tin giả như hiện nay thì có gây ra những cái hậu quả gì cho xã hội, đặc biệt là những cái tin giả về dịch bệnh COVID-19 như hiện nay? Tin giả thì bao giờ cũng gây ra những cái hậu quả nhất định về mặt kinh tế, chính trị và xã hội, với bất cứ xã hội nào. Đặc biệt là trong thời dịch bệnh hiện nay thì tin giả gây ra một cái hiệu ứng rất rất kinh khủng, đó chính là cái sự hoang mang của người dân là không biết là nên hành xử, ứng xử như thế nào. Thế vậy thì có một cách để mà phòng chống những việc này, tức là chúng ta cũng hạn chế đọc các thông tin về những cái dịch bệnh như thế này, bởi vì càng đọc nhiều thì mình càng quan tâm và mình nhìn đời nó càng u ám và càng thấy nó nguy hiểm. Vậy thì chúng ta chỉ nên ví dụ như theo dõi một vài kênh truyền thông chính thống vào những giờ nhất định ở trong ngày, ví dụ như là buổi sáng ra, giữa buổi trưa và buổi tối, chứ một ngày 3 lần để xem là cái dịch bệnh nó đi đến đâu rồi và có những cái gì mới hay không, và tiếp nhận những nguồn tin chính thống, thế là đủ. Còn lại ở trên mạng thì không nên tham gia vào các cuộc tranh luận ở trên mạng, bởi vì những người mình tranh luận nếu như không phải là người có tính chính danh, như tôi nói là không có chuyên môn ấy, thì cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Xong dịch từ chỗ này, dịch từ chỗ kia ra thì cũng không phải là thông tin chính thống. Thì chúng ta càng tiếp nhận cái đó chúng ta càng hoang mang. Đấy là kể cả tin thật nhé, chứ chưa nói đến tin giả. Mà càng tiếp nhận nhiều tin giả thì lòng tin thì biến mất, chia rẽ xã hội, rồi không tin tưởng vào ai cả. Nó làm cho cuộc sống chúng ta nó u tối, và khi chúng ta ốm yếu chúng ta lại càng dễ ốm hơn. Thế thành ra là cái việc thứ nhất đó chính là tránh xa các cái tin giả. Thứ hai là cái ngay cả tin thật đi nữa thì cũng chỉ tiếp nhận ở mức độ vừa phải, chủ động tiếp nhận từ những kênh chính thống vào một thời điểm nhất định trong ngày, ví dụ một ngày 3 lần là quá đủ, không cần hơn nữa, và cũng không cần tham gia vào các cuộc thảo luận quá nhiều ở trên mạng xã hội về những chủ đề mà mình không phải là chuyên môn. Thưa anh, vừa qua thì các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành xử phạt những trường hợp đưa thông tin giả lên mạng xã hội. Tuy nhiên là cái nạn tin giả thì vẫn gia tăng. Vậy phải chăng là những cái chế tài xử phạt của chúng ta hiện nay thì còn chưa đủ sức răn đe? Trước đây thì chưa có chế tài. Thành ra là khi luật an ninh mạng ra đời thì một người có một số bộ phận những người phản đối rằng luật an ninh mạng hạn chế tự do cá nhân. Nhưng mà sau những vụ scandal về lộ hình ảnh cơ thể, về lăng mạ người khác thì người ta mới nhìn thấy là luật an ninh mạng rõ ràng có tác động rất lớn và bảo vệ được những người dân, ngay cả những người dân bình thường. Và trong thời đại, trong cái thời điểm hiện nay như dịch Covid như vậy thì chúng ta thấy là các tin giả lan tràn, hàng trăm trường hợp bị xử lý. Đó chính là cũng nhờ có luật an ninh mạng. Đúng không ạ? Vậy thì luật pháp là một điều rất là cần thiết trong cái việc là chấn chỉnh và trừng trị cũng như xử lý những người tung tin giả. Còn hiện tại chúng ta thấy rằng là nếu như mà đã đưa ra các cái biện pháp như vậy rồi, đã xử lý như vậy rồi mà vẫn chưa tốt, chứng tỏ là cái răn đe chưa đủ mạnh, cũng như là công tác tuyên truyền có lẽ cũng chưa đủ mạnh. Vậy thì trong thời điểm này tôi thấy cũng có một cái tín hiệu rất đáng mừng là tất cả các cơ quan truyền thông của Việt Nam đều đồng loạt đưa tin về việc là xử lý tin giả như nào. Nó cũng giúp là cái phần truyền thông nâng cao nhận thức của mỗi con người. Còn lại thì khi người ta nhận thức được rồi, nhưng mà thái độ của người ta về chuyện đấy rằng là ôi, nó cũng có một vài triệu thôi chẳng sao. Nếu mình bán được hàng mình cứ tung tin giả lên thì nó vẫn kích thích, như vậy nó chưa đủ mạnh. Vậy thì mình sẽ phải gia tăng các cái biện pháp về mặt hành chính. Đó có thể là bằng tiền, có thể bằng lao động công ích,
cho ra ngoài đường lao động công ích để cho mọi người cùng nhìn thấy rằng đây là những người tung tin giả, cả những người vi phạm pháp luật, và đồng thời có thể nâng cả lên mức hình sự. Bởi vì trong một số trường hợp giấu giếm thông tin hay là tung tin giả làm hoang mang có thể gây ra xáo trộn chính trị, xã hội, mất an toàn an ninh quốc gia. Mỗi chúng ta, những người mà đang sử dụng mạng xã hội, thì làm thế nào để có thể ngăn chặn được cái nạn tin giả như hiện nay? Thứ nhất, chúng ta không tiêu thụ tin giả, chúng ta không phát tán tin giả, và thậm chí là chúng ta còn góp tay vào cái việc là chống tẩy chay tin giả. Thì như vậy chúng ta sẽ có một môi trường xã hội lành mạnh hơn trên mạng xã hội. Một lần nữa cảm ơn anh đã tham gia chương trình.